không hỏi tôi là đi đâu hả? Sếp bảo là vừa đi vừa nói. Em đang chờ nghe đấy ạ. Ừ. Vậy thẳng thắn nha. Hẳn còn biết dự án Đầm Xanh. Anh Sơn, bố của Như Ý, đã quyết định đầu tư. Vâng, em biết ạ. Theo yêu cầu của anh Sơn là chúng ta phải thay đổi người. Theo sự hiểu biết của tôi thì Đại đã làm gì đó đối với Như Ý. Có thể là trong thời gian khúc mắc về nhân sự, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn với nhau. Như nóng nảy như vậy, em nghĩ cũng là có cơ sở. Ừ. Tôi thì được nước đẩy thuyền, có lời từ chủ đầu tư, đã cho Đại ra khỏi dự án, đưa cậu về tiếp quản. Chắc chắn sau vụ đó, tay Đại sẽ đắc cây cứu tôi và cậu. Sếp vào thẳng trọng tâm luôn đi ạ. Tin mật của tôi không chuẩn, nên thành ra tình hình không như tôi dự liệu. Trọng tâm chính là việc ông Thành, anh trai của Đại, được bổ nhiệm ngày hôm nay. Sao chết nghe nói là... Thế sự khó lường, thế nên một lời khó nói lắm. Giang hồ đồn đoán là tay Thành ngã ngựa. Không những không ngã, mà lại lên được một vị trí cao hơn nữa. Nghiễm nhiên tay Đại trở thành cánh tay mặt đắc lực của giám đốc sở. Hôm nay họ tổ chức tiệc nội bộ, mình đến như thế này chưa chắc họ thèm tiếp. Nhưng đi thì vẫn phải đi thôi. Vâng ạ. Bố nghe nè. Mẹ chiếm nhà rồi, con đi đây. Làm gì? Không có được đi. Thế bao giờ bố về? Xong việc bố về. Thế con đạp xe cho cô Nguyệt nhá. Làm gì? Bố bảo không được đi nghe chưa? Không được đạp xe hả? Thế thì để con đi taxi nhá. Làm gì? Bố không muốn con làm phiền cô giáo nữa, hiểu chưa? Bye bye bố. Làm gì? Làm gì? Cái con nhỏ này. Chào cô ạ. Lan Nhi, sao em lại đến đây giờ này? Tại vì không có chỗ để đi cô ạ. Cô cho em ngủ nhờ nhé. Thế bạn nói với bố chưa? Em đã gọi cho bố rồi. Em bảo em đạp xe ở đây được không? Bố không cho nên em gọi taxi ở đây cô ạ. À, chị Lan Nhi. Cám. Chị ơi, hồi nãy nhá, em vừa ước giá như tối nay mà chị Lan Nhi đến đây thì em vui lắm. Thế là điều ước của em thành hiện thực. Một lúc sau chị Lan Nhi đến đây luôn. Thế á? Vâng. Thế bây giờ em ước chị ở đây luôn đi. Vâng ạ, à, để em ước nhá. Em ước xong rồi đấy, chắc chắn điều ước của em sẽ thành hiện thực. Ừ. Đi vào nhà đi. Đi, vào nhà đi. Xin lỗi, xin phiền cô giáo tối nay. Tối nay có việc không thể về sớm. Sáng mai tôi sẽ đón Lan Nhi sớm. Tặc này. Ôi, anh ở đâu rồi đấy? Anh ở trong team em. Dẻo mỏ. Sao muộn thế này cho anh còn đến đây? Anh ăn gì chưa? Chưa. Đang đói lắm rồi đây này. Ừ. Bố ngủ chưa? Bố ngủ rồi. Cho anh lên nhà nhá. Làm gì? Lên ăn mì. Đầu ngõ của quán phở ngon lắm. Đi ăn phở đi. Không.
Anh thích ăn mì của bà Mai Dương nấu cơ. Không. Đi, em không thương anh à? Ăn phở ngon hơn mà. Anh thích ăn mì em nấu. Em chưa bao giờ nấu mì cho anh ăn đâu nhá. Đi, đói quá. Này, anh biết là anh làm nũng như thế, em không từ chối được đúng không? Em bảo bố ngủ rồi còn gì nữa. Lo cái gì? Không, không sợ bố thật à? Không. Thì đi, lên nhà. Lên luôn. Trật tự đấy nhá. Tên tên, xin mời làm tập của em. Hấp dẫn nghe. Em nói trước nhá, sau 8 năm, trình độ nấu nướng của em cũng không khá lên đâu. Anh đừng kỳ vọng quá đấy nhá. Thế vẫn dừng lại trình độ rửa rau à? Thì đấy. Không sao, anh chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Anh ăn nhá. Ừ. Ừ. Xem bạn Dương nấu thế nào nào. Ê, em bảo này. Nếu như mà dở quá, anh đừng cố nhá. Cô nàng Dương hợm hĩnh là sự đáng yêu của em rồi. Tự tin lên nhé. Và thế nào anh cũng ăn được. Anh ăn đi. Sao ấy? Ngon thế à? Này, anh điêu đúng không? Em thử không? Thử. Ngon. Đâu đến nỗi. Không những là không đến nỗi mà còn là niềm tự hào của dạ dày nữa. Đây là bát mì đầu tiên mà bạn Dương nấu cho anh. Anh sẽ phải ăn hết mới được. Yeah. Ngon quá. Nhìn gì đấy? Ngắm anh. Em nhận ra sau 8 năm, anh thì vẫn đẹp trai, còn em thì vẫn háo sắc. Cuối cùng thì em lại trở thành một con bò nhai lại cỏ cũ của mình. Tức là em yêu lại tình đầu của mình ấy. Cũng may là anh gặp được lại cô Dương sau này. Rồi được cô bò Dương ợ lên, xong nhai lại. Ew. Nhưng cũng suýt nữa thì bị tay bác sĩ cướp mất đấy. Nắm tay đi dạo, hôn nhau nữa cơ. Dỗi. Anh biết gì đâu. May là mình còn cướp được lại. Bạn Dương thì ghê rồi. Nhiều fan lắm. Nhiều anh xếp hàng lắm. Em nguyện xếp hàng làm tình cuối. Được không? Tình cuối thật không? Thật. Chốt. Chốt. Thôi anh ăn đi, không nguội hết đi rồi. Ăn nhé. Chị Lan Nhi ơi. Ơi. Chị làm bài tập xong chưa? Chị sắp xong rồi, đợi chị một tí nhá. Vâng ạ, chị nhớ nhanh lên nhá, còn ra chơi với em. Ừ, đợi một tí. Anh cứ làm đi, lát cô kiểm tra cho. Vâng ạ.
Chị xong rồi Cam ơi. Hai chị em được chơi rồi. Thế thì chị ra đây chơi với em đi. Chị ơi, chị